Trường Chính trị tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong suốt gần 65 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Năm 2021, trước những khó khăn do đại dịch COVID-19, Trường Chính trị tỉnh luôn chủ động thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trong đó đã tổ chức quản lý giảng dạy 32 lớp với trên 2.400 học viên ở các trình độ cao học, cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị hành chính và hệ bồi dưỡng. Trong năm 2021, trường đã tổ chức thành công 2 cuộc hội thảo khoa học cấp trường và vinh dự có 2 giảng viên tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đặc biệt, trường đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt dự án xây dựng công trình trường chính trị tỉnh với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng trên diện tích 4 ha tại xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Tại buổi gặp mặt, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã công bố các quyết định khen thưởng cuộc thi viết chính luận khoa học năm 2021 và khen thưởng cho giảng viên đạt giải 3 hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức và hội thi văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.